Trong chương trình này sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây Ukraine nêu điều kiện để sản xuất 2 triệu UAV mỗi năm EU đã xuống nước, nông dân Ba Lan vẫn nổi giận cảnh báo cái chết của nền nông nghiệp Đức tung gói viện trợ cho Ukraine nhưng vẫn kiên quyết một vấn đề Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị theo dõi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine Mikhailo Fedorov cho biết nước này có thể sản xuất 2 triệu máy bay không người lái UAV mỗi năm, nhưng lại không có tiền để ký hợp đồng với các nhà sản xuất. Cụ thể, tờ Guardian Anh dẫn lời ông Mikhailo Fedorov nói, chúng tôi có thể mở rộng quy mô thị trường đến mức có thể sản xuất hơn 1 hoặc thậm chí 2 triệu máy bay không người lái. Theo ông, hoàn toàn có tiềm năng để Ukraine tăng cường sản xuất thêm mọi loại máy bay không người lái, nhưng cần thêm hỗ trợ tài chính từ Mỹ, chính phủ và các mạnh thường quân phương Tây. Ukraine phải chịu áp lực ngày càng tăng ở tiền tuyến trong cuộc xung đột đã ở năm thứ ba với Nga. Trong khi đó, Hạ viện Mỹ từ chối bật đèn xanh cho gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Theo Guardian, Ukraine đã chuyển sang dựa vào công nghệ máy bay không người lái, chủ yếu sản xuất trong nước trên chiến trường. Bộ trưởng Mikhailo Fedorov nói rằng có hơn 200 công ty Ukraine hoạt động trong lĩnh vực máy bay không người lái. Theo quan chức này, trong số máy bay không người lái được sử dụng trên chiến trường, hơn 90% sản xuất tại Ukraine. Ông nhận định rằng Ukraine gần như có thể tự túc lắp ráp máy bay không người lái ngoại trừ loại bốn cánh quạt thương mại để trinh sát. Ông cũng thừa nhận rằng các linh kiện chủ yếu có nguồn gốc quốc tế. Bộ trưởng Fedorov nêu bật thách thức trước mắt trong lĩnh vực máy bay không người lái là tài chính và ông nêu bật Ukraine cảm thấy thiếu hỗ trợ tài chính từ Mỹ. Ông nói rằng châu Âu đang hỗ trợ Ukraine và mới đây anh cam kết sẽ chi 325 triệu bảng để mua ít nhất 10.000 máy bay không người lái cho quân đội Ukraine. Kiev cũng đang kêu gọi quyên góp từ công chúng thông qua sáng kiến gây quỹ United 24, đặc biệt tập trung vào việc quyên tiền cho phương tiện không người lái sử dụng một lần c Baby trị giá 250.000 đô la Mỹ, vốn từng tấn công thành công chiến hạm Nga ở Biển Đen. Phần lớn máy bay không người lái được sử dụng ở tiền tuyến là loại FPV, máy bay không người lái có góc nhìn thứ nhất, rẻ tiền, nhẹ, có giá 400 đô la Mỹ trở xuống. Bộ trưởng Fedorov đánh giá những máy bay này còn tồn tại một số hạn chế. Chúng thường chỉ có thể mang theo lượng thuốc nổ tương đối nhỏ, cỡ bằng hai quả lựu đạn, do vậy khó có thể thay thế hoàn toàn cho đạn pháo. Loại máy bay không người lái khác được Bộ trưởng Fedorov nhấn mạnh có ý nghĩa quan trọng trong xung đột, bao gồm máy bay không người lái trinh sát và máy bay không người lái ném bom. Tuy nhiên, ông Fedorov phân tích loại quan trọng nhất là máy bay không người lái cảm tử hoạt động ở cự ly hơn 40 km, sử dụng thị giác máy tính để dẫn đường ở trạng cuối. Thị giác máy tính là một lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, tạo điều kiện để máy bay không người lái đưa ra quyết định trên chiến trường theo thời gian thực. Vào tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng Fedorov đã tiết lộ với truyền thông rằng Ukraine có kế hoạch sản xuất 1 triệu máy bay không người lái trong năm nay. Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công các cơ sở dầu khí, xe thiết giáp của Nga và gây thiệt hại cho hạm đội Biển Đen. Gần đây nhất, truyền thống nước ngoài đưa tin, ngày 20 tháng 3, máy bay không người lái do cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR vận hành đã tấn công vào căn cứ không quân Enzo nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Nga đã mở rộng sản xuất máy bay không người lái trong nước, Nga cũng duy trì lợi thế đáng kể về máy bay không người lái so với Ukraine. Một chỉ huy Ukraine từng đánh giá rằng số lượng máy bay không người lái Nga gấp 5 đến 7 lần so với Ukraine. Cuộc biểu tình của nông dân Ba Lan vẫn đang căng thẳng. Những người nông dân đã chặn tất cả các ngã đường bằng máy kéo và pháo sáng. Bên cạnh quốc kỳ, máy móc nông nghiệp là rừng biểu ngữ và hình ảnh cho thấy sự phẫn nộ. Chẳng hạn một tên đào phủ với dòng chữ, thỏa thuận xanh đồng nghĩa với cái chết của nền nông nghiệp Ba Lan. Truyền thông châu Âu đưa tin, những người biểu tình cảnh báo việc phong tỏa đường tại hơn 500 điểm dân cư, máy móc nông nghiệp xuất hiện trên các đường phố và cả đường cao tốc. Nông dân Ba Lan cũng thông báo sẽ chặn khoảng 10 tuyến đường cao tốc quan trọng dẫn đến thủ đô Warsaw. Cảnh sát Ba Lan xác nhận hơn 580 cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch, trong đó ít nhất 70.000 nông dân tham gia. Những người biểu tình phản ánh nông sản Ukraine giá rẻ đang tràn ngập châu Âu khiến họ không thể cạnh tranh. Tại địa điểm bị phong tỏa, Jakret Lukas, Komorowski, một người tổ chức biểu tình, cho biết Chúng tôi yêu cầu rút toàn bộ thỏa thuận xanh, các chính sách của EU nhằm sớm đạt được các mục tiêu về khí hậu. Chúng tôi yêu cầu rút lại Fit for 55, kế hoạch khí hậu của EU, tất cả các giới hạn về lượng khí thải, tất cả các lệnh cấm và hạn chế. Trước đó, EU đã đạt được một thỏa thuận tạm thời nhằm gia hạn quyền tiếp cận miễn thuế của các nhà sản xuất thực phẩm Ukraine vào thị trường khu vực cho đến tháng 6 năm 2025 và đã có bổ sung những hạn chế mới về nhập khẩu ngũ cốc. Các nhà lãnh đạo biểu tình ở Ba Lan cho biết họ không hài lòng với thỏa thuận mới nhất vì nó dựa trên số liệu của những năm gần đây như một tài liệu tham khảo về giới hạn nhập khẩu. Họ muốn hạn ngạch dựa trên số liệu trước khi xung đột quân sự ở Ukraine bắt đầu, khi đó nhập khẩu thấp hơn nhiều. Nông dân Ba Lan đã chặn các cửa khẩu biên giới với Ukraine kể từ tháng trước để phản đối điều mà họ cho là sự cạnh tranh không công bằng từ hàng hóa Ukraine. Hiện tại, nông dân Ba Lan cũng đang chặn các con đường tiếp cận Warsaw và các thành phố lớn khác bao gồm Wrocław, Poznan và Bydgoszcz. Ukraine đã phải chứng kiến ngành nông nghiệp bị tê liệt do hoạt động quân sự của Nga bắt đầu từ năm 2022, khiến nhiều tuyến đường xuất khẩu chính của nước này qua Biển Đen bị phong tỏa và nhiều vùng đất nông nghiệp không thể sử dụng được do giao tranh. Trong nỗ lực hỗ trợ Kyiv về mặt kinh tế, đồng minh EU đã nhanh chóng bãi bỏ thuế quan đối với hàng hóa Ukraine vận chuyển qua 27 quốc gia của khối bằng đường bộ. Nhưng do các vấn đề về hậu cần khiến một lượng lớn ngũ cốc Ukraine xuất khẩu ra các nước ngoài EU đã tích lũy ở Ba Lan làm giảm giá của các nhà sản xuất địa phương. Vừa mới đây, các quốc gia thành viên EU đã đạt được thỏa thuận hạn chế nhập khẩu miễn thuế một số loại ngũ cốc của Ukraine nhằm xoa dịu những bức xúc của nông dân Ba Lan cũng như một số nước EU khác. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ba Lan, Jarosław Kielewski, cũng đã ký một thỏa thuận sơ bộ với đại diện nông dân nước này vào đầu tuần về các khoản trợ cấp, theo kế hoạch, điều chỉnh quan hệ thương mại với Ukraina và các điều khoản khác. Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn chưa đủ để ngăn chặn các cuộc phong tỏa và leo thang biểu tình của nông dân vào ngày 20 tháng 3. Trong khi đó, không chỉ nông dân Ba Lan, những đồng nghiệp của họ ở một số nước châu Âu khác cũng đã ra đường trong nhiều tuần qua hàng trăm nông dân đã biểu tình bằng cách lái xe với tốc độ rùa bò trên khắp các ngã đường ở Cộng hòa Séc. Họ cũng chặn cửa khẩu biên giới Stratny với Đức trong một giờ. Tuần trước, EC cũng đã đưa ra một số nhượng bộ nhất định đối với nông dân, chẳng hạn đề xuất nới lỏng các quy định về bỏ hoang đất đai hoặc luân canh cây trồng. Các đề xuất cải tiến chương trình trợ cấp của khối được gọi là chính sách nông nghiệp chung CAP nhằm xoa dịu nông dân trên khắp lục địa. Tuy nhiên, những thay đổi được đề xuất trong CAP vẫn còn được đàm phán giữa các quốc gia thành viên EU và nghị viện châu Âu. Ngày 19 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius công bố gói viện trợ trị giá 500 triệu euro, tương đương 542 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Phát biểu với các phóng viên bên lề cuộc đàm phán với Mỹ và các đồng minh khác tại căn cứ không quân Ramstein, Bộ trưởng Pistorius nhấn mạnh chúng tôi một lần nữa đưa ra gói viện trợ trị giá gần nửa tỷ euro. Gói viện trợ này bao gồm cả 10.000 viên đạn. Ông cũng khẳng định Mỹ vẫn là một đối tác đáng tin cậy. Liên quan đến việc viện trợ cho Ukraine, cùng ngày 19 tháng 3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz bảo vệ quyết định không chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Kiev. Phát biểu tại một hội nghị ở Berlin, Thủ tướng Scholz cũng nhấn mạnh Đức là quốc gia châu Âu hỗ trợ lớn nhất cho Ukraine. Đến nay đã cung cấp hoặc cam kết cung cấp viện trợ trị giá 28 tỷ euro cho chính quyền Kiev. Đức đã chuyển giao gần như tất cả các loại vũ khí sát thương cho Ukraine như xe tăng chiến đấu, pháo binh, tên lửa Patriot và tên lửa phòng không hiện đại Iris T. Nhà lãnh đạo Đức cho biết tất cả những điều này đã được quyết định một cách thận trọng và phối hợp đúng đắn với các đồng minh. Việc viện trợ tên lửa Taurus cho Ukraine vốn là vấn đề gây chia rẽ nội bộ nước Đức trong một thời gian gần đây. Căng thẳng sau đó còn được khuếch đại khi Nga công bố ghi âm cuộc trò chuyện về vấn đề này giữa các quan chức quân sự cấp cao của Đức. Thủ tướng Olaf Scholz, một thành viên Đảng Dân Chủ Xã hội SPD, đã loại trừ việc chuyển giao tên lửa ở thời điểm hiện tại, nói rằng tầm bắn của Taurus quá xa và Đức có thể bị lôi kéo trực tiếp hoặc gián tiếp vào cuộc chiến nếu Berlin cố cung cấp chúng cho Kiev. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, CDU, CSU đối lập lại ủng hộ ý tưởng này và đang tiến hành một loạt cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, Bundestag, để khuyến nghị nên cung cấp Taurus những nhân vật hàng đầu từ cả hai đối tác liên minh cấp dưới của SPD là Đảng Xanh và FDP cũng đang lên tiếng ủng hộ ý tưởng trên hoặc một số đề xuất thay thế liên quan đến một trao đổi vũ khí với Vương quốc Anh. Ngoại trưởng Anh David Cameron, người đã đến thăm Berlin gần đây, dường như đã mở ra một cánh cửa thay thế cho ý tưởng chuyển giao tên lửa Taurus. Ông đề xuất trong một cuộc phỏng vấn truyền thông với nhật báo Süddeutsche Zeitung của Đức rằng Berlin có thể gửi tên lửa Taurus tới Anh. Đổi lại, Anh gửi cho Ukraine thêm tên lửa Storm Shadow có tầm bắn ngắn hơn và không thể vươn xa tới Nga từ Ukraine. Đức đã đưa ra ý tưởng này từ nhiều tháng trước khi tranh cãi về Taurus bắt đầu, nhưng khi đó họ vấp phải phản ứng thờ ơ từ London. Taurus là tên lửa hành trình tầm xa dành cho máy bay do Đức, Thụy Điển hợp tác sản xuất, có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 500 km. Với tầm bắn này, nếu được triển khai tại Ukraine, chúng có thể tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Với đầu đạn nặng tới 480 kg, Taurus có thể bắn trúng cả mục tiêu lẻ như xe tăng, pháo, radar, sở chỉ huy, bệ phóng tên lửa và các mục tiêu lớn hơn như những đoàn xe quân sự, cụm sở chỉ huy, căn cứ quân sự, kho bãi. Hơn nữa, máy bay mang tên lửa không cần phải đi vào khu vực phòng không của đối phương. Sau nhiều lần sửa đổi, Taurus được trang bị những tổ hợp kỹ thuật mới nhất, hệ thống định vị tự động, thiết bị nhận dạng mục tiêu, cảm biến bức xạ của kẻ thù, bẫy chống tên lửa. Đây là một trong những tên lửa hành trình tiên tiến nhất do châu Âu sản xuất. Ở một số khía cạnh, nó có thể so sánh với Storm Shadow của Anh và Pháp. Thậm chí với một số tiêu chí như cự ly, sức mạnh và nhắm mục tiêu theo nhiều lớp, nó còn vượt trội. Một ưu điểm khác của Taurus là tên lửa này có thể bay ở độ cao chỉ 35 mét, khiến hệ thống radar gần như không thể phát hiện.